Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 8 của trang web olm.vn. Ở bài giảng lần trước chúng ta đã được tìm hiểu về phân thức. Ta đã biết ở lớp 6 khi học về phân số thì ta tìm hiểu về các tính chất cơ bản của phân số. Tương tự như vậy khi học tới phân thức thì bài ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các con về tính chất cơ bản của phân thức. Nội dung chính của bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất cơ bản của phân thức cũng như là quy tắc đổi dấu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nói về tính chất cơ bản của phân thức. Các con hãy nhắc lại cho cô, tính chất cơ bản của phân số đã được học ở lớp 6. Khi biến đổi các phép tính với phân số, chắc chắn chúng ta sẽ phải nhớ những tính chất này. Cô nhắc lại khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác không thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng với phân số đã cho. Nghĩa là A trên B sẽ bằng A nhân M trên B nhân M với M là số nguyên khác không. Ngược lại, khi chia cả tử và mẫu của một phân số cho ước chung của chúng, chúng ta cũng được một phân số mới bằng với phân số đã cho. Nghĩa là A trên B sẽ bằng A trên N trên B trên N với N là ước chung của A và B. Và dựa vào tính chất này thì chúng ta cũng sẽ có thể tìm hiểu được tính chất cơ bản của phân thức. Các con hãy cùng làm một số yêu cầu dưới đây. Cho phân thức x trên 3 Nhân cả tử và mẫu của phân thức này với đa thức x cộng 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức ban đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm phân thức lúc sau, nó bằng x nhân x cộng 2 trên 3 nhân x cộng 2. Tới đây chúng ta sẽ nhận thấy rằng khi mà nhân x với 3 nhân x cộng 2 thì nó sẽ bằng 3 nhân x nhân x cộng 2, nghĩa là hai phân thức này thỏa mãn điều kiện hai phân thức bằng nhau. Ví dụ thứ 2, cho phân thức 3x bình y trên 6xy mũ 3, hãy chia cả tử và mẫu của phân thức này cho đa thức 3xy, rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức ban đầu. Chúng ta tiến hành chia, phân thức lúc sau sẽ bằng 3x bình y chia 3xy trên 6xy mũ 3 chia 3xy và chính bằng x trên 2y bình phương. Tới đây chúng ta cũng sẽ nhân tích chéo thì thấy rằng X nhân với 6xy mũ 3 chính bằng 3 x bình y nhân với 2 y bình nói cách khác hai phân thức này sẽ bằng nhau Vậy thì từ hai ví dụ này chúng ta cũng thấy là khi nhân cả tử và mẫu của phân thức x trên 3 với x cộng 2 thì ta cũng được một phân thức mới bằng với phân thức ban đầu và ngược lại khi chia cả tử và mẫu của phân thức này với 3xy chúng ta cũng được một phân thức mới bằng phân thức ban đầu Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có thể phát biểu được tính chất tổng quát như sau. Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì sẽ được một phân thức bằng phân thức đã cho. Công thức tổng quát là A phần B sẽ bằng A nhân M trên B nhân M với M là một đa thức khác đa thức không. Ngược lại, nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho cùng một nhân tử chung của chúng thì chúng ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Nghĩa là A trên B sẽ bằng A chia N trên B chia N với N là nhân tử chung của A và B. Và đây chính là hai tính chất cơ bản của phân thức. Các con sẽ thấy nó tương tự với tính chất cơ bản của phân số. Áp dụng các tính chất này, các con hãy giải thích vì sao chúng ta có thể viết các phân thức này bằng nhau hoặc là A trên B bằng với trừ A trên trừ B. Bước đầu cô sẽ tách mẫu x bình trừ 1 thành x trừ 1 nhân x cộng 1. Tới đây cô thấy là cả tử và mẫu đều có nhân tử chung là x trừ 1. Vậy thì cô sẽ chia chúng cho x trừ 1. Vậy thì áp dụng tính chất cơ bản của phân thức, chúng ta suy ra ta được một phân thức mới là x trên x cộng 1. Phân thức này bằng với phân thức đã cho. Với câu B thì sao? Rất rõ ràng chúng ta sẽ thấy khi nhân cả A và B với âm 1 thì ta sẽ được là A phần B sẽ bằng trừ A trên trừ B. Và khi áp dụng chính công thức này thì chúng ta sẽ có thể phát biểu được quy tắc đổi dấu của phân thức. Cụ thể, nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho và công thức là A phần B sẽ bằng trừ A trên trừ B. Áp dụng công thức này, các con hãy điền đa thức thích hợp vào chỗ chấm. Y trừ x trên 4 trừ x bằng chấm 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 trên x trừ 4 Hai phân thức này đầu tiên chúng ta so sánh hai mẫu thì thấy rằng hai mẫu này đối nhau. Vậy thì ta suy ra để có phân thức bằng phân thức cũ thì chúng ta sẽ phải đổi dấu tử. Y chữ x đổi dấu sẽ thành x chữ y và đây chính là đa thức cần điền. Tương tự như vậy ở câu dưới thì hai phân thức này có tử thức đối nhau là 5 chữ x và x chữ 5. Vậy thì chúng ta sẽ phải đổi dấu cả mẫu thức. Đổi dấu 11 trừ x bình, chúng ta được đa thức là x bình trừ 11. Tiếp theo, cô sẽ nêu ra một số bài toán luyện tập để các con có thể củng cố được lý thuyết. Bài 1, điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức. Chúng ta có hai đẳng thức như thế này. Với đẳng thức đầu tiên, đây là hai phân thức bằng nhau, chúng ta sẽ xét hai mẫu Đầu tiên chúng ta sẽ tách tử thức x mũ 3 cộng x bình sẽ bằng x bình nhân x cộng 1. Tới đây chúng ta chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung là x cộng 1. Và như vậy chúng ta được phân thức này. Từ đây ta suy ra chỗ chấm cần điền chính là x bình. Với câu B, 5x cộng y trên 2 ta thấy rằng Phân thức thứ hai là 5 x bình chứ y bình, nghĩa là 5 nhân x bình chứ y bình. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với đa thức x chứ y. Sau đó x cộng y nhân x chứ y chúng ta viết là 5 x bình chứ y bình. Bỏ dấu ngoặc chúng ta sẽ có phân thức 5 x bình chứ 5 y bình trên 2 nhân x chứ y. Và như vậy đa thức cần điền ở đây chính là 2 nhân x chứ y. Bài tập thứ hai biến mỗi phân thức sau thành một phân thức bằng nó mà có tử thức bằng với đa thức A cho trước. Câu A, đây chính là đa thức và chúng ta cần phải biến đổi đa thức này về một đa thức bằng nó mà có tử là 12x bình cộng 9x. Để làm bài này, đầu tiên chúng ta sẽ lấy chính đa thức A chia cho tử thức 12x bình cộng 9x chia cho 4x cộng 3 thì chính bằng 3x. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất cơ bản của phân thức, nhân cả tử và mẫu của phân thức này với hệ số phụ chính là 3x. Sau đó chúng ta nhân ra thì được một phân thức mới có tử chính là đa thức A và phân thức này bằng với phân thức ban đầu. Với câu B, chúng ta sẽ lấy tử thức của phân thức ban đầu chia cho A, khi đó kết quả là 2 4x. Vậy thì ở đây nhân tử chung của tử và mẫu sẽ là 2 4x. Chúng ta sẽ phân tích đa thức 8x bình trừ 8x cộng 2 thành nhân tử như thế này, sau đó chúng ta thực hiện đổi dấu. 4x 2 chúng ta đổi thành 2 4x, đồng thời đổi dấu cả 15 x thành x 15. Sau đó chúng ta rút gọn cả tử và mẫu cho nhân tử chung Và như vậy kết quả cuối cùng là 1 2x trên x 15 Bài tập thứ 3 Vận dụng tính chất cơ bản của phân thức để biến cặp phân thức sau Thành cặp phân thức bằng nó mà có chung mẫu thức Cặp đầu tiên là x cộng 4 trên 15 x và x và 1 chữ x bình trên x 15. Bài này thực ra tương tự như việc quy đồng mẫu số, ở đây chúng ta sẽ quy đồng mẫu thức. Ở bài này có một trường hợp đặc biệt đó là mẫu của phân thức này chính là đa thức đối của mẫu phân thức kia. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra, ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân thức này với âm 1, sau đó sẽ được một phân thức mới là trừ x trừ 4 trên x trừ 15. Vậy thì chúng ta sẽ có cặp phân thức mới là câu B với hai phân thức này thì chúng ta thấy mẫu của chúng không phải số đối của nhau. Ta cũng sẽ làm như là quy đồng mẫu số. Ta nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x 3. Tiếp theo, ta nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x. Sau đó rút gọn. Khi đó chúng ta đã thấy được cặp phân thức mới thỏa mãn bằng với hai phân thức này mà có chung mẫu thức là x bình trừ 3x chính là hai phân thức này. Ở bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các con một số tính chất cơ bản của phân thức cũng như là một số bài tập áp dụng. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến OLM để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con.